Hello, được kênh Nhật Bản.com chào tất cả anh em nha. Hôm nay em tiếp tục lên cần và máy. Cần đầu tiên em lên máy với lại cái một chút dây cước được nha. Rồi. Chúc anh em là ngày mới nhiều sức khỏe nha. Gia đình em cũng thật nhiều sức khỏe. Rồi, đầu tiên xin phép lên con máy. Rồi. Một con máy cao Shimano. Đây. Một con máy cao Shimano dòng đây, Shimano dòng này là Malaysia xuất Nhật này, máy cực kỳ đẹp luôn đây. Màn hình máy là khá là mới nha. Màn hình máy khá là mới nè. Rồi. Con này là thân carbon tay quay kim loại nha, máy mới tinh luôn. Hàng này là hàng Malaysia xuất Nhật nha. Malaysia xuất Nhật, xây thân máy 3.000, xây thực là 4.000. Một bi sóng đôi tay trái phải đây, máy hoạt động mượt mà nè. Con này thích hợp cho anh em con ngâm lăn xe lưu đi lắp gì cũng được hết. Rồi con này mã số 1 Shimano, hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn. Rồi. Hàng Malaysia xuất Nhật, xây thêm máy 3.000, xây thật con này là 4.000. Mua viên sóng đôi tay trái phải. Mã số 1, con này để cho anh em giá là số 1 nha, hàng cực kỳ đẹp. Con này để cho anh em giá là 490k, mã số 1. Sụp mã số 2. À, bên em cũng có cái gậy livestream đây. Gậy thích hợp cho anh em livestream, thích hợp cho anh em đi câu đồ nha. Đây nó có rất là nhiều chức năng, nó bật kéo ra cái vào này, nó có dài đủ ngắn nha. Đây dài ngắn này, rút ra rút vào bằng nhôm spa cao cấp này. Đây hàng made in Japan nha. Đây hàng made in Japan này, cái này để cho anh em gắn điện thoại hoặc là anh em gắn máy điện thoại và máy ảnh nha. Gắn điện thoại thì nó phải có một cái chất, phải gắn một cái nhựa nè mới gắn được điện thoại nha. Đấy con này thì cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ xịn sò luôn nha. Đây tăng lên tăng xuống này, ví dụ như anh em thích chiều nào là anh em quay thế này nha. Còn cái này là nó để tăng cái đây, đây bật lên là anh em kéo lên kéo xuống được này, cao thấp này nữa nha, còn tăng ở dưới nữa. Bên trong là cực kỳ xịn sò. Con này trường đây, hàng nội địa Nhật nha, hàng nội địa Nhật này, video này nó ghi video này, Caroline đấy. Cái này siêu mới siêu đẹp luôn, cực kỳ chắc chắn. Rồi cái này chắc anh em dùng cả đời quá cũng chưa hư. Rồi hàng mới tinh luôn. Con này để cho anh em giá con này là 500k nha, 500k, hàng cực kỳ đẹp luôn. Gậy ly chim 500k, mã số 2. Tiếp tục mã số 3. Rồi. Mã số 3 tiếp tục là một cây cần cao Henshi. Mã số 3 tiếp tục là một cây cần cao Henshi nè. Cây này là cứng 10-15, độ dài cây này là 21. Cây này cũng hàng Malaysia xuất Nhật này. Hàng Malaysia xuất Nhật thì khỏi phải bàn rồi, rất là ngon luôn nha. Đấy, Patapat Pusi FF6 này. Dàn khoen là dàn khoen Fujisic này, dàn khoen Fujisic nha. Rồi cây này một đột cứng 10, một cột cứng 15 nha. Nó có hai đột, một đột cứng 10, một cột cứng 15 này. Đấy. Hàng Malaysia xuất Nhật thì ngon khỏi phải bàn rồi. Cần hay chi, có thể cho anh em câu biển nha. Ngoại hình cần thì khá là mới. Ngoại hình cá mới, cái này nó bị dính keo thôi nha, dính keo. Đấy. Ngoại hình cần thì rất là mới, mới tinh luôn này. Rồi cây này để cho anh em giá là mã số 2, à mã số 3, hai đột. Hai đột carbon. Rồi cây này để cho anh em giá là 700k thôi nha, 700k mã số 2. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 cũng tiếp tục là một con máy câu. Con này là hàng nội đồng cứu đá Tomboy Tom nha. Tom, hàng này là hàng Machine Japan, hàng nội địa Nhật. Đấy. Cối kim loại, thân kim loại và tay quay cũng kim loại đây. Con này là mua bi sóng đôi tay trái phải nè. Xây con này tương đương khoảng 7.000, thích hợp cho anh em câu ngầm. Loại này anh em câu gì cũng được hết. Cực kỳ đa năng. Thông số cước của nó là cước số 3 vào được là 300m nè. Cước số 5 vào được 250m và cước số 6 vào được 170m nha. Con này xây tương đương khoảng 7.000. Đây. Ngoại hình máy nè, ngoại hình máy thì ít bị xe xước nha, còn rất là đẹp nè. Đấy, đấy. Ngoại hình máy con này còn khá là đẹp, có kim loại nè. Đấy, cũng có đây. Đấy. Nhiều anh em cũng lấy máy này anh em lưu đi lóc vẫn được nha. Nhiều anh em đánh chung là mỗi người một cách đánh. Đấy, con này anh em câu gì cũng được, thấy xây 7.000. Đấy, máy hoạt động mượt mà. Rồi con này mã số 3, con này để cho anh em giá cũng, con này giá là 490k luôn nha, mã số 3, xây 7.000. Thân kim loại như cái tay quay này nè, anh em câu bao giờ cho hư? Em nói
đời đời cũng hư gãy, dễ gì gãy, tay quay kim loại, thân kim loại, cấu kim loại luôn. Máy hoạt động mượt mà nha. Chế độ đảo chiều của nó nè. Cái con này thì câu quá sướng luôn. Rồi con này mã số 3 490k. Tiếp tục mã số 4. À quên mất. Mã số 4 là bên em có bán JPE nha. Đây JPE nha. JPE đây. JPE này được sản xuất ở tại Nhật Bản nha. Con này được sản xuất ở tại Nhật Bản này. Con này là size 2.0. Size con này là 2.0 này, dòng này là PE đây. Spectra nha, dòng này dòng Ultra này, dòng này là được sản xuất đây. Được sản xuất tại Nhật Bản nha. Rồi con này là PE 100% này. 100 phần lai này. Nằm trong top 4 dây tốt nhất này, đấy, top 4 dây tốt nhất này. Rồi, cũng này là độ dài là 100m, có size 2.0 và 3.0 nha. Đây dây PE 7 màu này. Đấy. Dây cực kỳ xịn sò luôn nha. Rồi. Top 4 dây tốt nhất rồi, cuộn này để cho anh em giá là một cuộn này để cho anh em giá là 200k một cuộn nha, 200k một cuộn. Đấy PE gồm có size 2.0 và 3.0 đồng giá luôn. Tiếp tục là cước khung carbon chuyên cho anh em săn hàng. Đấy. Câu chép rồi nè, đấy, loại này thì dây cực kỳ nhạy luôn. Dây này quá xịn. Gồm có size là 1.5, độ dài là 50m này, 1.75 độ dài 50m, một cuộn này để cho anh em giá là 150k một cuộn nha. Dòng này là full carbon 100% màu trắng thế này đây. Đấy. Dây là cực kỳ mềm mịn nha, mấy dây là cực kỳ mềm mịn đấy. Nên anh em câu cực kỳ thích luôn. Rồi một cuộn này giá là 100k, 150k một cuộn nha. Tiếp tục là cước, dòng này là cước 300m này, đấy. Này, cước 300m này, coi cước này cũng rất là ngon, độ dài là 300m này, gồm có size là số 3 là tương đương với 0.28, số 2 là 0.23 và số 3.5 là tương đương với là 0.30 nha. Một cuộn này là 300m. Đấy. Con này cũng hàng Japan, dây cũng còn cực kỳ mới luôn nè. Cước màu reo thế này đây, anh em câu biển hoặc là câu sông câu hồ rất là sướng luôn. Rồi một cuộn này để cho anh em giá là 100k một cuộn nha. Em ship từ 2 cuộn. Đấy. Rồi. Gồm có 3 size 2, 3 và 3.5. Tiếp tục là cước USA. Dòng này là dòng cước USA. Dòng này gồm có size là đây. Cước USA nha. Size này là size số 4 này. Cước size số 4 này tương đương là 7.9kg nha. Đây, dây cước cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, dây rất là mới luôn nha. Một cuộn này để cho anh em giá là nó có size là 4.0 và 9.0 nha. 4.0 và 9.0. 9.0 là sức đây. 4.0 và 9.0 nha. Đấy, cước Mỹ nha. Cước Mỹ này. Còn cực kỳ mới luôn. Hàng bãi mà còn rất là mới luôn nha. Rồi cuộn một cuộn cũng giá là 100k. 100k nha. Độ dài là 500m, gồm có size 4.0 và 9.0. Tem cực kỳ đẹp luôn nè. Rồi. Mấy dòng này 100k là em ship phải 2 cuộn em mới ship nha, một cuộn em không ship đâu. Dạ. Rồi. Và cước rồi, và cước rất là ngon nhất ngày hôm nay là cước này, loại này là full carbon, độ dài là 2.0, chuyên cho anh em câu chết, câu biển, đồ rất là nhạy luôn. Đây, 2.0 là sức tải là 8.5kg, 5.0 sức tải là 16kg và 2.5 là sức tải là 9.3kg. Dây này, riêng dây này em bao cho anh em chơi cực kỳ nhạy, cực kỳ nhạy cá luôn. Đánh là lên riêng mà hồ dịch vụ mà đánh mấy dòng này thì hoặc là câu tự nhiên lên cá ầm luôn. Rồi, một cuộn này là 200m, cước full carbon màu trắng, dây mềm mịn không bị xoắn. Rồi cuộn này để cho anh em giá là 250k một cuộn nha. Dây này thì thôi đánh quá đỉnh luôn. Số 2 2.5 và 5.0, một cuộn này là 250k, full carbon 100% màu tím. Rồi. Tiếp tục mã số 3 tiếp tục là một con mã số 4 tiếp tục là một con máy Shimano. Một con máy Shimano này, con này là dòng MixJet 600, size thật con này là khoảng 4.000. Đây, máy ngoại hình máy này khá là đẹp, khá là mới luôn nha. Đấy, con này mà nhỏ vừa này đem lưu tre lắp thì rất là ngon này. Máy thì mới tinh luôn nha. Đây, con máy thì mới tinh luôn này.
20 tịch luôn nha. Rồi con này là xây thêm máy là 4.000 nha, sẽ thật là 4.000 luôn. Gatio là 3.4, cước số 4 vào được là 210 m, cước số 5 vào được 160 m, và cước số 6 vào được là 120 m nha. Rồi con này xây tương đương 4.000, hàng Shimano. Hàng Shimano thì câu khó phi bàn nè, Shimano Japan, bán nội địa Nhật, máy thì mới tinh luôn. Đấy. Rồi con này đi cho anh em giá là 500k nha, mã số 4, máy cực kỳ mới luôn nha. Đây, không có xước gì, xước nhẹ lông mèo thôi. Đây. 500k mã số 4. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 tiếp tục là một con máy câu. Rồi, một con máy câu dòng Ryobi. Ryobi nè, lông cutter nè, lông cutter 3.000, Gatio là 4.9, con này là xây thêm máy 3.000, xây thật con này là khoảng là 5.000 á, xây tương đương khoảng 5.000 Shimano nha. Đấy, mô bi sóng đôi tay phải nè. Rồi con này là máy hoạt động mượt mà, phun carbon, cối carbon, thân carbon và tay quay cũng carbon luôn. Dòng này thì cũng thuộc là hàng bền, hàng cổ á, cũng nhưng mà nó là bên phun carbon. Đấy, máy thì có sản xuất này. Rồi máy hoạt động mượt mà nha, máy hoạt động mượt mà, mã số 5. Con này thì cho đem giá là xây thêm máy 3.000, xây thật con này là khoảng 5.000. Đây. Rồi con này đi cho đem giá là 350k nha, 350k Ruby. Hàng nội đồng cấu đá siêu bền. 350k mã số 5. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 là một con máy máy câu siêu nhỏ luôn. Con này là cũng phun ca kim loại này. Con này là xây thêm máy 300 700 này, dòng GX giờ Q8 đây qua nha. Dòng đây qua này, tem này, đây ngồi hình này. Máy thì dòng này thì thuộc cũng dòng xịn nha. Cối kim loại, thân kim loại và tay quay kim loại, máy hoạt động 13 này. Con này anh em câu tôm, câu mực, câu biển rất là sướng này. Đấy, ngồi hình máy này. Ngồi hình máy là dòng đuôi chuột nha, dòng đuôi chuột câu rất là sướng. Con này chỉ có bị xe sướng nhẹ chỗ này thôi. Còn lại là mới tinh nha, còn lại là mới tinh này. Rồi, con này là xây thứ máy 700, xây thực con này là cũng khoảng 1.000 thôi. Máy hoạt động mượt mà. Chế độ đảo chiều này. Máy quay em ru luôn nha. Rồi, mã số 6. Mã số 6 máy quay em ru luôn. Rồi con này để cho anh em giá con này là, rồi con này để cho anh em giá là 400k nha, 400k mã số 6. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 tiếp tục là một con máy mã số 7 cũng tiếp tục là một con máy Shimano. Một con máy Shimano, con này thì thuộc của thằng Hàn Quốc xuất Nhật nha, Korea xuất Nhật Shimano. Xây thêm máy con này là 3.000, xây thật con này là khoảng 6.000 nha. Máy có phô máy đây, máy Shimano này rất là nhỏ gọn nha. Xây thêm máy 3.000, xây thật là 6.000. Cước số 4 vào được 200 m, cước số 5 vào được 150 m, và cước số 6 vào được 125 m nha. Đây, máy hoạt động này. Rồi máy hoạt động mượt mà nha, tay quay kim loại, thân và cối carbon. Đấy, hình máy. Rồi con này mã số 7, phun carbon. Xây thêm máy 3.000, xây thật con này là 6.000 nha. Mô bi sóng đôi tay trái phải, Hàn Quốc xuất Nhật. Con này cũng ngồi hình khá là đẹp, này nó bị dính dầu dính mỡ. Đấy, máy hoạt động mượt mà nha. Rồi con này mã số 7, con này để cho anh em giá là 400k nha, xây 6.000. Shimano Hàn Quốc xuất Nhật. Mô bi sóng đôi tay trái phải. 400k. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 tiếp tục là một con máy Kinet, Ryobi Kinet, dòng cũng là dòng này cũng cực kỳ bền bỉ luôn. Đây, dòng này cũng rất là bền luôn nha. Dòng này là chuyên cho anh em đánh lóc, câu lưu rê biển. Đây,
Sau này là cối kim loại nha, cối kim loại, tay quay carbon và thân carbon. Đây con này thì nó chạy là 4 bạc đạn nha, mấy dòng này nó chạy 4 bạc đạn này, xây thêm máy 1.500, xây thực con này là khoảng 4.000. Thông số cước của nó là cước số 2 vào được 200 m, cước số 3 vào được 150 m và cước số 4 vào được 100 m. Đây ngoại hình máy, ngoại hình máy này có sơ xước đây, không có sơ điểm này, cối thì cũng còn đây cái xước. Nói chung là ngoại hình con này còn khá là sáng, chỉ bị sơ xước vài điểm nhẹ, vài điểm này, đây điểm này và điểm này thôi. Rồi con này mã số 8, xây thêm máy 1.500, xây thực con này là đấy, xe thật con này là 4.000 nha. Mô pin sống đuôi tay trái phải, dòng này thì thôi câu rất là bền bỉ luôn. Rồi con này để cho anh em giá là 490k nha, mã số 8, 490k Made in Japan. Chế độ tắt đây, chế độ đảo chiều của nó này, trio bi nha, trio bi Kinect. Con này thì câu rất là bền bỉ luôn. Trong hôm nay em đem đa số lên mấy con nào cũng bền hết. Rồi 490k mã số 5, mã số 8 chứ. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 tiếp tục là một cái càng cao đi. Đây. Mã số 9 tiếp tục là một cây càng cao Hensi đi. Mã số 9 tiếp tục là một cây càng cao Hensi này. Cây này là hàng Alpha Tico này, hàng Alpha Tico này, ngoại hình càng cũng khá là mới nha. Cây này là độ dài là 2m1, độ cứng là 8 đến 15, là cây này độ cứng tương đương khoảng là 10 á. Đây. Alpha Tico Made in Korea nha, patch patch Fuji này, dàn phe này, trang bị dàn cũng dàn phe Fuji luôn này, đấy trang bị dàn phe Fuji này, đấy. Cây này thì nó khá là mềm nha, nó mềm kiểu như Ikeda luôn á. Đây, cây này nó Hensi nhưng mà rất là mềm luôn, cứng. Đấy. Rồi, cây này là nó là đây. Nó là gốc nó là cần di trâm nha, còn người ta lên khoe cần Hensi này, cây lên khoe Fuji nha. Đấy. Thông số nó ghi 20 nhưng mà nó rất là mềm, nó nướng cỡ 10 thôi. Rồi, cái này là hai khúc cần Hensi, độ dài 2m1, ngoại hình cần khá là đẹp, cần ghi trong. Cần về cái này là vừa cần ghi trong mà vừa cần chằng khoen nha. Đây, người ta đây. Cần rất là đẹp luôn, vô cần. Rồi, hai khúc carbon Hensi. Rồi cái này để cho anh em giá là 700k nha. 2m1, mã số 9. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 tiếp tục là một cây càng hai Hensi luôn. Rồi, mã số 10 tiếp tục là một cây càng hai khúc Hensi. Cái này là hàng Ryobi Sapan. Ryobi Sapan nha, cây này là cứng 30, độ dài là 1.8, chuyên cho anh em câu bè của biển này. Đây, patapat Fuji này, dàn khoe cũng dàn khoe Fuji này. Đấy, dàn khoe Fuji Six này. Đấy, dàn khoe Fuji Six luôn nha. Đấy. Rồi, cây này là cứng 30, độ dài là 1.80, chất liệu là carbon, hai khúc. Cái này để cho anh em giá là mã số 10. Mã số 10 nha, hai khúc carbon khoe xích. Carbon test này, đấy. Cái này thì đánh cũng khá là xịn, cứng 30, độ dài 1.80, chất liệu carbon. Rồi cái này để cho anh em giá là mã số 10. Cái này để cho anh em giá là 800k mã số 10. 800k. Tiếp tục mã số 11. 11 tiếp tục là một cái càng mười một tiếp tục là một con máy câu. Con này cũng hàng Ryobi, con này là hàng Sapan nha, xây thêm máy 4.000, sẽ thật con này là khoảng 9.000 này. Máy hoạt động đây, con này đây cực kỳ to luôn nha, cước số 6 vào được 200 m, cước số 5 vào được 250 m và cước số 4 vào được 320 m. Thân carbon, toàn thân là carbon hay nha. Đấy, nên câu biển cũng là chống kháng mặn cũng khá là tốt. Đấy, phun carbon. Đấy, khỏi bị rỉ rác gì nha. Rồi, con này là xây thương máy 4.000, Gatio là 3.9, xây thương máy 4.000, Gatio là 3.9, xây thực con này là 9.000 nha. Đấy, 9.000, máy hoạt động thì mượt mà. Hàng Sapan nha, bản nội địa Nhật. Rồi, hàng Sapan bản nội địa Nhật nha. Con này mã số 11. Chế độ đảo chiều của nó này, mô pin sống này. Rồi, con này để cho anh em giá là 800k, mã số 11. 800k. Tiếp tục mã số 12. Dù hình nó thì không sơ xước gì nha. Tiếp tục mã số 12. 12 tiếp tục là một con máy Ryobi, một con máy Ryobi nha, dòng là dòng carbon này, đây. Máy hoạt động, máy còn rất là đẹp này, tem này. Đấy, tem mới tinh nha, con này hàng mới tinh luôn à, hàng đầy bàn này. Còn bọc tem lại nữa. Đấy.
mới tin này. Con này là xây theo máy 5.000, xây thật con này là 9.000 nha, mua pin sống đôi tay trái phải. Con này thì thích hợp cho anh em câu biển, dòng này là không kháng mặn, thuộc hàng hệ VIP của thằng Ruby nha. Đây, máy hoạt động này. Đấy, máy hoạt động mượt mà nha, chế độ tắt tiếng này. Con này là thông số cước là cước số 10 vào được 180m nha. Con này tương đương với xây khoảng 9.000, xây theo máy 5.000, xây thật là 9.000, máy thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hình máy còn khá là mới đẹp luôn nha, còn nguyên tem bọc này, có đây mạ vàng. Đấy, con này này, nấm đó này, Realme này. Rồi con này để cho anh em giá là mã số 12. Con này để cho anh em giá là 1.000.000, con này giá là 1.000.000 nha, xây theo máy 5.000, xây thật con này là 9.000. này, máy hoạt động, máy cực kỳ đẹp luôn, phun carbon, tay quay là kim loại, Realme Span. Một bên sóng đôi tay trái phải, mã số 12. Con này để cho anh em giá là 12, giá là 1.000.000 nha. Tiếp tục mã số 13. 13 tiếp tục là một con máy câu. 13 tiếp tục là một con máy câu. Con này là con máy Abu nha. Con máy Abu này, đây, hàng trưng bày Nhật nha, còn nguyên tem Nhật này, hàng trưng bày nha. Còn nguyên tem Nhật này, Abu. Rồi dòng này dòng là Carina. Dòng Carina là mấy dòng cực kỳ xịn sò của Abu nha. Rồi con này là xây theo máy 5.000, sự thật là 6.000 nha. Dòng này là đời cao ABS. Đấy, đời cao ABS này. Ngồi hình máy này, ngồi hình máy thì hàng trưng bày thì đâu có vết xước gì đâu, anh em chỉ về việc câu thôi. Rồi con này xây theo máy 5.000, sự thật là 6.000 nha. Mua pin sống đôi tay trái phải, thích hợp cho anh em đến lục xa bờ hay gì cũng được hết. Đời cao ABS, máy cộng động cực kỳ mượt mà. Đấy, cực kỳ mượt mà nha, máy cực kỳ đẹp luôn. Rồi con này mã số 13. Con này để cho anh em giá là 1.200.000. 13, 1.200.000. Tiếp tục mã số 14. 14 tiếp tục là một con máy câu. 14 tiếp tục là một con máy câu, còn một con máy câu Shimano. Dòng này là xây theo máy là Sahara nha, dòng Sahara. Hàng này là Malaysia xuất Nhật. Đấy. Con này thì hoạt động cực kỳ mực. Dòng này là chuyên cho anh em lưu relax câu biển đồ nha. Đấy. Máy phô máy cực kỳ nhỏ gọn luôn. Đấy. Con này Sahara nha, Malaysia xuất Nhật. Thắt cối kim loại, thân kim loại nha. Cối kim loại. Thân là cặc kim loại luôn. À, thân carbon với tay quay kim loại. Đây ngồi hình máy. Ngồi hình máy thì mới tin luôn nha. Rồi con này để cho anh em giá là 2.000.000 nha. Con này giá là 2.000.000. Shimano Sahara, xây theo máy 4.000. Đây. Máy cực kỳ xịn sò luôn nha. Con này giá là 2.000.000. Rồi mã số 14, giá con này là 2.000.000 nha. Tiếp tục mã số 15. 14, 2.000.000. Tiếp tục mã số 15. 15 tiếp tục là một con máy câu. Rồi, 15 tiếp tục là một con máy câu siêu nhỏ, thích hợp cho anh em câu ISO. Câu ISO nha, câu Ikada hoặc là ISO Ikada. Câu tôm, câu mực. Con này là xây theo máy 1.000, xây thật là 1.000. Dòng này là dòng Shimano Malaysia xuất Nhật luôn. Cước số 2 vào được 100m, cước số 3 vào được 65m và cước 1.5 vào được 130m. Gatio con này là 5.3 Malaysia xuất Nhật. Ngồi hình máy đây. Ngồi hình máy còn khá là đẹp, có xước nhẹ này. Xước nhẹ đây, xước nhẹ chỗ này nha. Còn lại là máy hoạt động mượt mà này. Rồi, tay quay thân carbon, cối carbon và tay quay kim loại. Đây, máy ngồi hình máy đây. Rồi con này để cho anh em giá là 350.000, mã số 15. Máy hoạt động mượt mà, chế độ đảo chiều. Máy hoạt động mượt mà nha, cực kỳ em luôn. Rồi 350.000, mã số 15. Tiếp tục mã số 16. Rồi 16 tiếp tục là một con máy câu. 16 tiếp tục là một con máy câu. Con này là hàng Daiwa. Daiwa, con này là Daiwa Việt Nam xuất Nhật. Daiwa nha. Con này là Daiwa. Máy Nhật lắp ráp ở Việt Nam. Xây theo máy 3.000. Xây thật con này là 4.000. Cước số 3 vào được 200m, cước số 5 cước số 4 vào được 150m nha. Dòng Daiwa, dòng này là dòng đời cao ABS này.
Đây qua đời cao 3PS này anh em nhìn này, màn hình máy khá là sáng mới nha. Đây màn hình máy này khá là đẹp nha. Rồi con này là mua pin sóng đôi tay trái phải đời cao 3PS, Gatio con này là 5.3 đấy, xe thêm máy 3.000 đấy, xe thêm máy 3.000, xe thật con này là đấy, đề cao ABS đây qua. Xe thêm máy 3.000, xe thật là 4.000 nha. Máy hoạt động mượt mà. Rồi mã số 6, con này để cho anh em giá là mã số 6. Đây qua, đề cao ABS. Xe thêm máy 3.000, xe thật là 4.000. Mã số 16. Con này để cho anh em giá là 500k. Tiếp tục mã số 17. 17 tiếp tục là một con máy câu, con Ryobi Kinect, dòng này là dòng Ryobi Kinect nha. Con này cũng chạy 4 bạc đạn, chúng thuộc nầu đồng cố đá, xay thêm máy 700, sẽ thực con này là khoảng 1.000 nha. Máy hoạt động đây. Đấy, máy hoạt động mượt mà nha. Ryobi. Gọi hình máy có sự xước nhẹ đây. Ở xước chỗ này này. Đấy. Rồi. Con này mã số 17 Ryobi. Xay thêm máy 1.000, sẽ thực à xay thêm máy 700, sẽ thực là 1.000, mua pin sống đôi tay trái phải. Tích hợp cho anh em lưu relock cổ tôm của mực nha. Lưu relock cổ tôm của mực. Đây màn hình máy. Rồi con này để cho anh em giá là mã số 17, con này để cho anh em giá là 350k, 350k nha. 17. Tiếp tục mã số 18. 18 tiếp tục là một con máy câu. 18 tiếp tục là một con máy câu. Đây. Một con máy câu Biomaster. Một con máy Biomaster, dòng Biomaster nha, cực kỳ đẹp, xây thêm máy 2.000, xây thật con này là 2.000 luôn. Thông số cước là cước số 4 vào được 70m, cước số 3 vào được 100m và cước số 2 vào được 150m nha. Đây máy hoạt động mượt mà nha. Con này là tay quay đôi nè, dòng Biomaster, dòng tem vàng phiên bản giới hạn nha. Con này là phiên bản giới hạn. Đấy, máy cực kỳ đẹp luôn. Rồi con này để cho anh em giá là 1.500.000, mã số 18, 1.500.000 nha. Biomaster. Xây thử máy 2.000, xây thật con này là đấy Biomaster nha. Xây thật con này là xây máy 2.000, xây thật là 2.000 luôn. Cấu kim loại, tay quay kim loại và thân carbon. Rồi hàng Made in Japan, bản cao cấp, nội địa nha. Con này để cho anh em giá là 1.500.000, mã số 18. Tập mã số 19. 19 tiếp tục là một con máy Shimano. Một con máy Shimano nha, kèm với dây PE cực kỳ xịn sò luôn nè. Chuyên cho anh em lua luôn. Xây thứ máy 2.500, xây thật là 2.500. Thông số là cước số thông số. Cước số 4 vào được 120m nha. Cước số 5 vào được 100m và cước số 6 vào được 80m. Đây, xây thêm máy 2.500 nha. Xây thật con này cũng khoảng 2.500 thôi. Máy hoạt động mượt mà, đời cao 3PS luôn. Đấy. Dòng này cũng là dòng Shimano Malaysia xuất Nhật luôn nha. Đấy. Shimano. Máy Nhật được lắp ráp ở Malaysia. Đây, ngoại hình này. Máy Nhật được lắp ráp ở Malaysia nha. Ngoại hình máy thì cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, con này để cho anh em giá là 1.500.000 nha, mã số 19, 1.500.000, kèm dây PE xịn sò luôn này. Đấy. 1.500.000 nha, mã số 19. Đề cao ABS, mã số 19, 1.500.000. Tiếp tục mã số 20. 20 tiếp tục là một con máy câu. 20 tiếp tục là máy câu cho mấy anh nào là thích nầu đồng cũ đá. Cẩu cá thì tao siêu khủng luôn. Xây thứ máy 3.000, xây thật con này là 9.000. Gatio 10.000 chứ. Gatio là 4.8. Đây. Cước số 8 vào được 210m, cước số 10 vào được 200m nha. Dòng này là phun kim loại. Đây, ngoại hình máy cũng cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn nha. Đây. Ngoại hình mới cực kỳ đẹp luôn nha. Cấu cặp cấu kim loại, thân kim loại và tay quay cũng kim loại luôn. Đây. Rồi, con này mã số 20, máy hoạt động cực kỳ mượt mà luôn, chế độ đảo chiều của nó này.
kết hợp cho anh em câu biển rồi nha. Đấy, mấy dòng này là có cốc trợ lực. Đây, con này có cốc trợ lực nha. Đấy, con này có cốc trợ lực này. Đấy. Rồi, con này mã số số 20 Shimano bản nội địa Nhật. Phun kim loại mới tinh luôn. Rồi con này để cho anh em giá là 1.200.000 cho xây 10.000. 1.200.000 xây 10.000, rất là tầm này. Cực kỳ mượt mà luôn. Mô bi sóng đu tay trái phải nha. Đây. Mô bi sóng đu tay trái phải này. Rồi. Con này để cho anh em giá là 1.200.000, mã số 20. Tập mã số 21. 21 tiếp tục là một con máy câu. 21 tiếp tục là một con máy câu Ryobi. Dòng này là Ryobi phun carbon, xây theo máy cũng là khoảng, con này là cước thông số cước là cước số 7 vào được 200 mấy, cước số số 6 vào được là 240 mét và cước số 5 vào được 300 mét nha. Con này là máy to khoảng 70.000. Nhưng mà dòng này nó cũng thuộc cũng dòng cấu nông nông nha, nên là nó vào ít cước. Đấy, máy cực kỳ to luôn. Rồi con dòng này là Ryobi tem vàng. Đây, Ryobi tem vàng này, carbon này. Dòng này là phun carbon nha. Dòng này là phun carbon. Và đây. Đấy, phun carbon, mô bi sóng đôi tay trái phải nha. Đây, máy hoạt động mượt mà này. Cái đồ đảo chiều của nó này. Rồi, lòng này thích hợp cho anh em tải cá lớn, size 10.000. Đấy, Ryobi. Ngoại hình máy đây, ngoại hình máy cũng còn cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn. Rồi, con này để cho anh em giá là mã số 21, con này để cho anh em giá là 700.000. Tiếp tục mã số 22. 22 tiếp tục là một con máy câu. 22 tiếp tục là một con máy câu, con này cũng là Shimano. Shimano nha, máy Nhật được sản xuất ở Malaysia. Xây thương máy 3.000, xây thật con này là 4.000. Mô bi sóng nuôi tay trái phải, máy hoạt động mượt mà nha. Rồi, con này để cho anh em giá là 430.000. 430.000 nha. Cước số 4 vào được 100 mét, cước số 3 vào được 180 mét và cước số 2 vào được 220 mét nha. Rồi, con này để cho anh em giá là 430.000 nha, máy hoạt động mượt mà. Đây, ngoại hình máy này, có bị xe xước không? Đấy, có bị xe xước này. Rồi, cối kim loại, tay quay kim loại và than carbon. Rồi, máy hoạt động mượt mà, mã số 22. Con này để cho anh em giá là 430.000 nha. Mấy dòng này câu cũng rất là bền luôn. Hàng Nhật được sản xuất ở Malaysia. Rồi, 430.000 mã 22. 430.000 tiếp tục mã số 23. 23 tiếp tục là một con máy câu hàng nội địa Nhật. Con này là dòng Vmax, dòng này là dòng Vmax Sportline thuộc của thằng Daiwa sản xuất nha. Con này là dòng đời cao, thuộc dòng đời cao này. Đấy. Máy hoạt động mượt mà nha. Dòng này thì hàng nội địa Nhật. Xây thương máy là 2, xây thương máy 3.000, xây thật con này là 4.000 nha. Máy hoạt động này mượt mà. Đây, thiết kế máy đây. Nhìn con lăn ra cước này, nhìn rất là đỉnh luôn nha. Con này hàng nội địa Nhật. Rồi con này mã số 13 này. Máy hoạt động mượt mà đây. Ngoại hình máy này. Dòng Sportline nha. Trong này hàng nội địa được sản xuất ở Tokyo luôn. Đấy, Sportline. Đây qua sản xuất. Rồi con này mã số 23 hàng nội địa Nhật. Con này để cho anh em giá là 1 triệu nha. Mã số 23 1 triệu. Tiếp tục mã số 24. À, con này là thông số cước của nó là cước số 4 vào được 150 mét nha. Gatio là 5.3. Tiếp tục mã số 24. 24 tiếp tục là một con máy câu. Rồi, một con máy câu hàng Sapan. Con này lại thì máy cực kỳ nhỏ nha. Con này cũng hàng nội địa Nhật này. Thông số là cước số 8 vào được là thông số cước là 1.5 vào được là 130 mét, cước số 2 là được vào 100 mét nha. Dòng này là chạy 5 bạc đạn này, chạy 5 bạc đạn nha. Ngồi mà ngồi hình máy này, ngồi hình máy thì nó phụ kiểu như chrome á, nó có bị xe xước này, thấy không? Đây, nó có bị xe xước này. Còn ngồi hình máy nhìn xa này, nhìn cũng phô máy cũng rất là đẹp, nhìn cực kỳ chắc chắn luôn nha. Phô máy cực kỳ chắc chắn luôn này. Rồi, chạy 5 bạc đạn nha, xây theo máy là chạy 5 bạc đạn, xây theo máy 2.000, xây thật con này cũng 2.000 luôn. Mô bi sóng đầu tay trái phải. Con này cũng đề cao ABS nha, mã số 24. Đây. Ngoại hình máy cực kỳ đẹp luôn. Chỉ có bị xe xước đây thôi. Nhìn xa xa nhìn rất là đẹp này.
nó bị xây xước bên hông nữa thôi. Này, nhìn con máy này, nhìn ra xa này ha, nhìn khá là đẹp luôn. Rồi con này mã số 24 ubi sống đôi tay trái phải, máy hoạt động mượt mà. Rồi con này đi cho anh em giá là 600k, mã số 24 600k, hàng nội địa nha. Tiếp tục mã số 25. 25 tiếp tục là một cú máy cao, 25 tiếp tục là một cú máy cao. Đây qua kit, dòng này là dòng Cari, dòng này là dòng Cadilla kit, máy Nhật được sản xuất ở Thái Lan. Dòng này là 2506 nha, dòng 2506 này có kèm dây PE xịn sò luôn, dây PE cực kỳ xịn sò. Đây ngồi hình máy có sơ xước đây, xước chăm chăm đi thôi. Đấy máy này hoạt động này, đời cao 3BS nha, kit máy Nhật được sản xuất ở Thái Lan. Con này thì thôi nhìn cực kỳ đẹp, cực kỳ mới rồi. Rồi con này mã số 25, con này để cho anh em giá là 25, con này để cho anh em giá là 2 triệu nha, con này giá là 2 triệu kit. Máy Nhật được sản xuất ở Thái Lan, máy hoạt động mượt mà, đời cao ABS, mã số 25. Tiếp tục mã số 26. 26 tiếp tục là một con máy câu. 26 tiếp tục là một con máy câu đây qua. Con này là xây theo máy 4 ngàn, xây thật con này là 6 ngàn. Đây chế độ đảo chiều của nó này. Nó máy hoạt động cực kỳ mượt mà nha. Cứ số 4 vào được 250 m, cứ số 5 vào được 200 m và cứ số 6 vào được 150 m. Rồi. Con này là mobi sống đôi tay trái phải nha, máy hoạt động mượt mà luôn. Chế độ đảo chiều này, quay em ru luôn nha. Rồi con này mã số 26 khóa số luôn, thích hợp cho anh em câu cũng câu cá lớn nha. Xây thêm máy 4.000 sẽ thật là 6.000, dòng lông cát Daiwa Japan, ngồi hình máy đây có sơ xước này. Đấy, có sơ xước đây nha, còn lại là khá là đẹp luôn, khá là đẹp luôn nha. Đấy Daiwa Japan, hàng nội địa Nhật luôn. Rồi con này mã số 26, con này để cho anh em giá là 26, đây có sơ xước đây nha, con này để cho anh em giá là 500k. Tiếp tục mã số 27. 27 tiếp tục là một con máy cao. 27 tiếp tục là một con máy cao. Con này là hàng Daiwa. Máy Nhật được sản xuất ở Việt Nam. Xây thêm máy 4.000 này. Máy ngàn này. Xây thêm máy 4.000 sẽ thật con này là 6.000. Đây, ngồi hình máy đây. Ngồi hình máy con này đây. Có bị sơ xước đây nha. Rồi dòng này là dòng đời cao ABS nha, có bị sơ xước này. Dòng này là dòng đời cao ABS mã số 27. Đời cao ABS nha. Cối kim loại, tay quay kim loại và than carbon. Rồi con này mã số 27. 27 nha. 27. Ngồi hình máy này. Ngồi hình máy thì cũng còn khá là đẹp luôn. Con này cũng ngồi hình máy cũng khá là đẹp. Rồi con này cũng để cho anh em giá là đời cao ABS đây qua. Xây theo máy là 4.000 sẽ thật con này là 6.000 nha. Rồi con này chỉ có cối nó có bị hơi sơ xước nhẹ đi thôi. Còn lại là khá là mới. Rồi con này để cho anh em giá là mã số 27. Con này để cho anh em giá là 600k, đời cao ABS. Tiếp tục mã số 28. 28 tiếp tục là một con máy cao. 28 tiếp tục là một con máy cao Shimano. Xây theo máy 4.000, sẽ thật con này là 4.000 luôn. Cứ số 4 vào được 150 m, cứ số 5 vào được 110 m nha. Con này chạy 4 vật đạn. Con này là hàng Nhật được sản xuất ở Malaysia của thằng Shimano. Đây, máy hoạt động mượt mà này. Đấy. Mấy dòng này thì con rất là bền bỉ luôn. Rồi Shimano xây theo máy 4.000, xây thật là 4.000, chạy 4 vạt đạn, Gatio là 5.3, mô vi sóng đôi tay trái phải, sử dụng công nghệ SPL nha, dòng này nó sử dụng công nghệ SPL này. Rồi ngồi hình máy thì có sơ xước nhẹ thôi. Rồi con này đi cho anh em giá là 430k, mã số 28 Shimano. Tiếp tục mã số 29. 29 tiếp tục là một con máy cao Shimano dòng Ultra nha. Dòng này là dòng Shimano Ultra này. Con này là xây theo máy 6.000, xây thật con này tới 9.000 luôn. Máy thì hoạt động mượt mà nha. Dòng đời cao ABS, ngồi hình máy có bị sơ xước này thấy không? Ngồi hình máy có bị sơ xước này. Đấy. Sơ xước này. Bị sơ xước đây. Rồi,
Con này là Shimano Ultra xoay theo máy 6000. Xoay thật con này là 9000 nha, mô pin sóng đôi tay trái phải, máy hoạt động này. Đấy, máy hoạt động mượt mà nha. Đề cao, dòng này là dòng đề cao ABS, cấu kim loại, thân cả thân là carbon nha. Tay quay cũng là tay quay đây. Tay quay kim loại luôn. Rồi, con này là Shimano Ultra. Rồi, con này để cho anh em giá là 1.500.000, mã số 29. 1.500.000. Tiếp tục mã số 30. 30 tiếp tục là một cây càng cao, một cây càng cao độ dài cái này là 8m1. Một cây càng đây qua nha, một cây càng đây qua bản nội địa Nhật này, độ dài là 8m1 này, phao càng này, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới nha. Cái này hàng nội địa Nhật nha, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn. Rồi, cây này là cứng là rồi cây này cứng là 5H, cái này cứng 5H nha, chuyên cho anh em săn hàng này, đầu cúc ra là cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn này. Rồi, cây này độ dài 8m1 nha. 8m1, rồi cây này để cho anh em giá là 2 triệu này. 2 triệu đây qua phao càng cực kỳ đẹp luôn. Chất liệu là carbon sóng vòng nha. Chất liệu là carbon sóng vòng này. Hàng mới tinh luôn. Đấy, dòng này thì người ta đánh cỡ 1-2k là cùng. Đấy. Cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn. Rồi, cây này để cho anh em giá là 2 triệu nha. Cần tay carbon 8m1, độ cứng là 5H, chuyên cho anh em săn hàng. Phao càng càng cực kỳ đẹp nha, hàng nội địa Nhật đây qua. Rồi, mã số 30. Tiếp tục mã số 31. 31 tiếp tục là một cây cần đây. Rồi, 31 cũng tiếp tục là một cây cần tay. Cái này là của thằng Shimano, độ dài cái này là 7m2 nha. Nội hình thì có cũ nhẹ theo thời gian. Đấy, 7m20 nè. Khắc tem, cái này là của Shimano bản nội địa Nhật. Đây phô càng 7m20 đấy. Cái này cứng mấy h, cái này cũng cứng 5h nha, cái này cũng cứng 5h, độ dài là 7m20 nè. Phô càng rút ra này đấy, càng rút ra là thẳng tưng luôn nha. Đấy, phô càng rút ra nó sơn còn cực kỳ mới luôn nè. Chất liệu là carbon sóng vòng nha, chất liệu là carbon sóng vòng Shimano 7m20 bản nội địa Nhật. Đấy, càng này thì khá là hiếm nha, khá hiếm luôn. Rồi, cây này thì cho anh em giá là 1.500.000, 1.500.000, mã số 31, cần tay carbon 7m20 của thằng Shimano Focal. Đấy, hàng nội địa Nhật luôn. Rồi, 1.500.000. Tiếp tục mã số 32. 32 tiếp tục là một cái cần tay carbon, dòng này là dòng Popper. Đấy, dòng này cần tay carbon nha, độ dài cái nào là 4m50 này, chất liệu là carbon hai da sản phẩm này. Carbon hai da sản phẩm này. Cây này là của NFT nha. NFT là thuộc công ty con của thằng Shimano nha. Đấy. Rồi cái này cứng là 1.5H. Dòng NFT thì hàng nội địa Nhật, khỏi phải bàn luôn rồi. Chất liệu là carbon hai da này. Đấy, chất liệu là carbon hai da nha. Công ty con của thằng Shimano luôn. Đấy. Carbon hai da nha, nó từ đầu số 2 tới xuống là nó đã trắng hai da cùng cụm rồi nè. Đấy. Cái hai da cũng cũng hết rồi nha. Rồi, cái này là cứng là 1.5H, chuyên cho anh em đánh chip. Độ dài là 4m50. NFT, công nghệ NFT nha. Dòng là dòng Super Carbon Power Powerless nha. Rồi, cái này mã số 32. Cái này để cho anh em giá là 32. 32, cái này để cho anh em giá là rồi, cái này để cho anh em giá là 1.800.000. Tiếp tục. Tiếp tục mã số 33. 33 tiếp tục là một cây cần tay. Một cây cần tay lấm ngắn nha, một cây cần tay lấm ngắn. Rồi, cái này cũng hàng nội địa Nhật luôn. Đấy, cái này cũng hàng nội địa Nhật luôn nha. Dòng này là dòng Super Carbon này. Super Carbon 4m50 focal, chất liệu là carbon hay da sống vòng. Đấy. Hay da sống vòng nha, cái này cực kỳ cứng luôn. Cái này cứng là 5H nha. Cứng 5H. Đấy, cực kỳ nhỏ gọn cho anh em về làm cần tay đi du lịch đồ rất là sướng luôn này. Đấy. Chất liệu là carbon sóng vòng này. Một càng cực kỳ đẹp luôn. Rồi, cái này để cho anh em giá là mã số 33. Cái này để cho anh em giá là 800.000. 800.000 nha. Hàng nội địa Nhật, độ dài cái này là 4m50, thu gọn cái này là khoảng 60 cm nha, độ cứng là 5H. Dòng này là dòng Super Carbon. Đấy,
rồi hình càng cực kỳ mới luôn. Rồi 800k mã số 33. Tục mã số 34 tiếp tục là một cây cần tay carbon. 34 tiếp tục là một cây cần tay carbon, dòng này là dòng đây qua, dòng đây qua nha, dòng này là thuộc carbon hai da này, càng thì cực kỳ xịn sò luôn. Đây chất liệu là carbon hai da, carbon quốc cơ nha. Đây làm từ áo giáp chống đạn, bầu càng rút ra. Rồi cái này là cứng là, rồi cái này cứng là 2,5H, chất liệu là carbon hai da này, từ đọt số 2 trở xuống này, thấy không? Từ đọt số 2 trở xuống này, làm từ áo giáp chống đạn nha, độ cứng là 2,5H vô càng này, rút ra này. Rồi mã số 34, chất liệu là carbon hai da nha, đấy, vô càng cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 2.500k nha, 2.500k, vô càng cực kỳ đẹp luôn. Rồi đây qua 5m4, độ dài là 5m4. Carbon quốc cơ nha, carbon hai da vô càng. Rồi cái này để cho anh em giá là 2.500k, cứng 2,5H, mã số 34. Đây anh đang 34 cần nha, anh em nhớ liên hệ số điện thoại có ghim trên màn hình. Rồi một lần nữa chúc anh em và gia đình thật nhiều sức khỏe ạ. Chúc anh em câu lên được nhiều cá. Anh em đừng quên đăng ký kênh của em và nhấn like và subscribe nha. Rồi, cảm ơn anh em.